Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Dự án hầm chui hơn 830 tỷ đồng ở cửa ngõ phía Nam chuẩn bị đưa vào hoạt động trong năm 2024. Hết năm, siêu dự án Dung Quất 2 trị giá hơn 3 tỷ đô la Mỹ của Hòa Phát đã hoàn thành được đến đâu. Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu rà soát cấp sổ cho Codotel. Bị tráo mất sổ hồng, xin cấp lại không được, bèn đi kiện văn phòng đăng ký đất đai. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 có tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Ban giao thông làm chủ đầu tư. Được khởi công vào ngày 22 tháng 4 2020, công trình được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ kéo giảm ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ban giao thông cho biết trong năm nay, dự án sẽ triển khai hai gói thầu xây lắp để đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự kiến hoàn thành thông xe một nhánh hầm vào 30 tháng 6 2024, nhánh còn lại sẽ được thông xe vào 31 tháng 12 2024. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, bên trong công trường dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 vẫn có một số công nhân máy móc làm việc. Những chiếc cừ ở khu vực trạm bơm được di chuyển sang khu vực hầm kính HC2. Hầm hở của hầm HC1 đang được triển khai thi công. Ông Vũ Quang Chính thuộc đơn vị tư vấn giám sát cho biết, việc di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án đã hoàn tất. Hiện hầm HC2 đã được hoàn thiện 70%, hầm chui HC1 đang thi công được khoảng 20%. Sắp tới, đơn vị sẽ tổ chức thi công xuyên hầm kính HC2 và toàn bộ phần hầm hở và kính HC1. Theo đại diện Ban giao thông, phương án phân luồng giao thông trong lúc tạm đóng nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ nhằm thi công hầm kính của dự án đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố phê duyệt. Hiện đơn vị đang thực hiện một số công việc chuẩn bị cho công tác phân luồng sắp tới. Theo thông tin từ phía Hòa Phát, tại thời điểm tháng 12-2023, dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, dự án Dung Quất 2 đã hoàn thành 40% tiến độ, đúng theo kế hoạch đề ra. Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 18 tháng 6, 2021, với tổng diện tích 279 ha tại khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án Dung Quất 2 có quy mô trên 280 ha, vị trí liền kề khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 1. Công suất thiết kế bao gồm 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng HRC trên năm, tổng vốn đầu tư của dự án là 85.000 tỷ đồng, trong đó 35.000 tỷ đồng được 8 ngân hàng hợp vốn cấp tín dụng. Tới nay, Hòa Phát cho biết nhà máy Dung Quất 2 dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong quý 1/2025. Khi hoàn thành, năng lực sản xuất thép của tập đoàn sẽ đạt hơn 14 triệu tấn thép thô trên năm, đưa Hòa Phát vào top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất trên thế giới từ năm 2025. Dự án sẽ tạo thêm việc làm cho trên 8.000 lao động, thúc đẩy mạnh mẽ các ngành công nghiệp cơ khí, phụ trợ của Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và nguồn thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi trong dài hạn. VN Direct Research ước tính, sau 9 tháng năm 2023, Hòa Phát giải ngân 3.300 tỷ đồng đầu tư vào tài sản cố định cho khu liên hợp Dung Quất 2, nâng tổng vốn đầu tư tài sản cố định lũy kế đã giải ngân đến Q3 trên 23 là 12.700 tỷ đồng. Trước đó, giai đoạn năm 2020 đến 2021, Hòa Phát dần đưa vào vận hành khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1, tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng, nâng công suất thép thô toàn tập đoàn lên 8,5 triệu tấn một năm, lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản. Văn bản của Bộ Tài nguyên Môi trường nêu rõ, theo phản ánh của một số địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng, còn nhiều trường hợp căn hộ du lịch Codotel, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng, kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ Officetel chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sổ đỏ. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan, ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bất động sản. Do đó, Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, thống kê đầy đủ số lượng các trường hợp công trình xây dựng thuộc dự án bất động sản như Codotel, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng, kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ chưa được cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho các loại hình căn hộ nói trên theo đúng quy định, tổng hợp phân loại dự án chưa thực hiện đầy đủ, thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, về xây dựng, về kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai. Trong đó, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền, giải quyết của từng cơ quan ở địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật,
Trường hợp chưa rõ hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo các bộ ngành có liên quan để xem xét, giải quyết. Ngoài ra, các địa phương tổng hợp phân loại dự án có vướng mắc trong tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, về xây dựng, về kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai. Trong đó nêu rõ lý do vướng mắc, trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của từng bộ ngành và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nêu trên. Trước đó, vào tháng 4 2023, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành được coi là tin vui cho thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Theo đó, các căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng Condotel, văn phòng lưu trú Officetel, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng và những công trình khác phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sổ đỏ. Hồi tháng 5 2023, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố yêu cầu rà soát, ban hành theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức thực hiện Nghị định số 10/2023. Trong đó, Bộ yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh việc cấp sổ đỏ cho Condotel, biệt thự du lịch, Officetel, thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn không mấy khởi sắc. Ngày 3 tháng 1, nguồn tin cho biết Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ án hành chính khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Người khởi kiện là bà Nguyễn Ngọc Liên, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và người bị kiện là Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xuất phát từ việc trong quá trình bán nhà, bà Liên bị các đối tượng đánh tráo mất giấy chứng nhận thật, nhận được giấy chứng nhận giả. Sau nhiều năm yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận nhưng không được giải quyết nên đã đi khởi kiện. Cụ thể, theo đơn khởi kiện, bà Liên cho biết năm 2018 bà được Ủy ban nhân dân quận 10 cấp giấy chứng nhận đứng tên sở hữu căn nhà trên đường Cách Mạng tháng 8, phường 13, quận 10. Đến khoảng giữa năm 2019, bà đăng thông tin trên báo để trao bán căn nhà nêu trên. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch mua bán, bị một số đối tượng đã lợi dụng đánh tráo giấy chứng nhận thật thành giấy chứng nhận giả. Trong tháng 7 và tháng 8 2019, Ủy ban nhân dân quận 10 đã ra văn bản tạm ngừng giao dịch đối với căn nhà của bà Liên, đồng thời đề nghị chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận 10 xin ý kiến cấp trên về việc hướng dẫn thủ tục cấp đổi lại giấy chứng nhận với trường hợp bị đánh tráo giấy chứng nhận. Trong khoảng thời gian này, bà Liên nhiều lần làm đơn yêu cầu chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận 10 giải quyết hồ sơ và cấp lại giấy chứng nhận, nhưng do chưa có chứng nhận từ văn phòng đăng ký đất đai thành phố nên đơn vị này chưa giải quyết. Ngày 12 tháng 7 2023, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận 10 ban hành văn bản số 2404/CNQ10 với nội dung: hiện nay qua nhiều lần làm việc, trao đổi, văn phòng đăng ký đất đai thành phố vẫn đang trong quá trình xin ý kiến để có hướng dẫn thống nhất chung cho các trường hợp đánh tráo giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 31 tháng 8 2023, bà Liên tiếp tục nhận được văn bản số 8105/VPDK-KTTT của văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh với nội dung: hiện nay chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết cấp lại giấy chứng nhận do bị đánh tráo và đề nghị chờ hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, khi nào có hướng dẫn sẽ giải quyết tiếp. Không đồng ý với hai văn bản nêu trên, bà Liên yêu cầu tòa tuyên hủy hai văn bản số 2404 và 8105, đồng thời yêu cầu buộc văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm nhận lại hồ sơ và giải quyết yêu cầu cấp giấy chứng nhận. Trong một diễn biến liên quan, tháng 10 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 đã khởi tố vụ án hình sự vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để điều tra sau khi bà Liên làm đơn tố cáo. Tuy nhiên, cơ quan công an sau đó đã đình chỉ vụ án và hướng dẫn bà Liên liên hệ văn phòng đăng ký đất đai để được cấp sổ. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.